Xin chào các bạn. Trong khóa nội cấp tốc 10 ngày này chúng ta sẽ học với nhau từ mùng 1 tháng 8 cho đến mùng 10 tháng 8. Và anh Nguyễn Huy Thông là người sẽ dạy trực tiếp các bạn. Đối tượng của mình ấy, thì sẽ là các bạn mất gốc. Các bạn thi gì? Các bạn thi cao học, các bạn thi chuyên khoa, các cái chuyên ngành hệ nội. Mình sẽ học qua Zoom, meeting và các bài giảng của anh, kế hoạch học tập, mọi thứ sẽ do anh set up hết và các bạn cắt ngắn một số các cái mục tiêu học tập đi để chúng ta tập trung vào những cái phần trọng tâm nhất. Thế là để mà làm được phần này ấy, trong 10 ngày ấy, thì sẽ rất khó. Biết là rất khó nhưng mà chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ vẫn phải làm. Và anh là anh thích làm những việc khó, thế thôi. Chúng ta sẽ làm những cái đề mà năm ngoái, năm trước chúng ta sẽ giải chi tiết ra, chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ mổ xẻ lại với nhau. Rồi những cái nội dung mục tiêu chính mà để các bạn thi cho nó tốt. Ok, ví dụ chẳng hạn như các bạn nhớ này, tiêu chuẩn Duke cải tiến này, trong cái bài gì, cái bài viêm nội tâm mạng nhiễm khuẩn đó, nhiều người là bỏ qua phần đấy nhưng mà những phần anh nhắc thì sẽ học. Ok, nói về cái test Đình Đông ấy, thật ra thì mình cũng không khuyến khích các bạn làm cái này lắm, tuy nhiên rằng có một số điểm hay ấy, thì mình vẫn phải tận dụng thôi. Ví dụ chẳng hạn như cái phần tim mạch này này, phần tim mạch này thì đáp án chuẩn của họ thì mình sẽ xem cái phần địa tâm đồ thì anh nghĩ cũng khá là hay đối với các bạn, bởi vì một số phần ấy, người ta sẽ định khu cái nhồi máu cơ tim nhá, thì nó sẽ rất tốt. Tuy nhiên thì cái phần thận tiết niệu này thì nó hơi cũ rồi, cứ bỏ đi. Rồi về các cái ca lâm sàng thì các bạn sẽ làm một số các cái tình huống ca lâm sàng huyết học. Ví dụ cái ca kia nó rất là dài nhưng mà cái này nhìn một cái biết cái thiếu máu của hồng cầu nhỏ nhược sắc này, MCV giảm, MCNC này, mình sẽ định hướng lên cái gì. Rồi là trong một tan máu thì đương nhiên khảo nghiệm vacuum rồi, vacuum trực tiếp và gián tiếp đó. Có những cái phần nội tiết nó rất là khó, ví dụ chẳng hạn như là những cái phần này này, các cái nghiệm pháp là đề sang metazone liều thấp, liều cao, qua đêm, rồi hoặc là những cái phần nó khó như kiểu anti TPO TRAB này, các bạn đặc biệt các bạn phải chú ý đây này các bạn nhé. Các cái nghiệm pháp này, chẩn đoán hội chứng cất sinh dựa vào cái gì, thì cái phần này rất đơn giản, thì các bạn kẻ thành cái bảng ra, các bạn kẻ vào cái bảng ra thì xong các bạn lấy một cái quyển từ điển ra, các bạn tìm đúng cái phần này cho mình, tìm đúng cái phần nội tiết để chúng ta sẽ xem đúng cái phần nội tiết nhé. Nó rất hay một cái là một cái gạch đầu dòng. Thì các bạn kẻ ra thành một cái bảng này, đối với một cái cơ sinh ấy, thì nó có ba khả năng: một tai tuyến thượng thận, hai là u tuyến niên, ba là u lạc chỗ. Thì mình sẽ nói vắn tắt thôi, mình sẽ chữa tất cả các cái này cho các bạn, tất cả các vấn đề này thì cũng không dám nói chắc một điều gì cả, thì cũng hy vọng là giúp anh em được tối đa, để họa may chăng đó thì có thể giúp được ai đó thì cũng tốt. Ví dụ chẳng hạn như đây. Cái này nó rất đơn giản, tại vì u lạc chỗ nó tiết ACTH thì nó ngoại trục đấy, nên là liều thấp liều cao qua đêm nó không ức chế, thế thôi, bởi vì nó không ngoại trục dưới đồi tuyến yên. Ok nhá. Rồi là trong một số phần tiêu hóa các bạn chỉ cần nắm được cái key là các bạn cũng sẽ làm được, ví dụ chẳng hạn như là thắt tự mạch thực quản đúng không, thì hay bằng bằng cao su là chúng ta dùng cái này, là hay dùng stent kim loại có tiêm cyanocrylate histoclorine này, keo sinh học.
Ok các bạn, các thuốc vận mạch ví dụ chẳng hạn có câu trắc nghiệm nha. Thuốc nào thì đương nhiên là nó câu này thì chắc chắn thì nó sẽ là ốc treo tai rồi. Liều như nào? Các bạn tập trung cái này cho mình sẽ nhấn nhá cho các bạn, và nếu mà có hội chứng gan thận chọn terbinafine chứ không bao giờ chọn vasopressin cả nhé. Để mà các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cái chương, các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cái chương thì cũng tổng kết 67 trang này. Thì nó là những cái test nội E6 là mình có thể mình tham khảo, cũng khá là hay mình tham khảo này. Thì cái này khoảng độ chắc là 2 ngày thì các bạn làm xong rồi, nó cũng thật sự nó không khó những cái trường hợp đó. Ví dụ chẳng hạn những cái phần điện tâm đồ thì nó không có quá nhiều, các bạn đừng tốn sức về những cái phần đó. Đây này, đấy, bệnh cất sinh thấy hình ảnh đâu câu đây, có một câu về bệnh cất sinh có cái đặc điểm đó. Ví dụ nhá, ngay cả cái câu đau thắt lưng mạn này kéo dài bao lâu này trông rất vớ vẩn này thôi, nhưng mà các bạn sẽ bị hỏi này. Ví dụ cái phần cây cho cây lâm sàng đau thắt lưng mạn tính cấp tính kéo dài bao lâu đó. Rồi, liều metformin 500 2550. Cơ chế metformin là không phải là tăng tiết insulin nha. Cơ chế của nó là có giảm kháng insulin những người béo này. Đây, ví dụ cái câu 354 này, mình lấy các bạn xem nhé. Câu 354 này. Chẩn đoán hội chứng cơ sinh do suy thận là cortisone không đáp ứng với test 1 mg qua đêm và ACTH giảm. À, nhưng cái câu này là những cái câu khó đấy, cũng như vừa nãy nhé. Thì nó cũng chỉ loanh quanh, nó chỉ như vậy thôi. Về cái mục tiêu mình cũng nói ban đầu rồi, mình sẽ cố gắng giúp được ai đó tối đa, hết sức chân thành. Và cái kết quả năm 2021 thì đây là cái kết quả của mình làm được. Thì có một số bạn nhi thì bởi vì năm 21 thi là cao nhi thi cho ngành Ấn Độ đó, các bạn có thể xem các cái clip ở bên dưới. Ok nhá, thì mình bắt đầu mình sẽ chiến luôn từ thứ hai, cố gắng tối đa hết sức nốt 10 ngày cuối. Rồi, cảm ơn các bạn đăng ký thì cứ inbox Zalo cho mình.